Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nam phải không ạ? Vâng, dạ. Vâng. Chào chương trình. Vâng. Vâng. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, vợ chồng em ở với nhau được một năm rồi ấy. Vâng. Thì vợ em thì có những lời nói mấy lần không tôn trọng bố mẹ em với cả em ấy. Vâng. Thì em muốn nhờ chương trình xem cách giải quyết nó như thế nào. Vì nó thực sự là hai vợ chồng thì cãi nhau thì nó đơn giản. Vâng. Nhưng mà đến bố mẹ chồng rồi, nó thực sự là rất là khó. À, hai bạn lấy nhau được một năm và cái chuyện mà cãi nhau thì là xuất phát từ đâu, từ nguồn cơn là từ đâu? Dạ, là vợ em thì cái lúc cãi nhau đấy thì là có bầu được 8 tháng rồi. Thế là ấy thì hôm đấy thì em cũng cho vợ em đi siêu âm. Vâng. Thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con thì bình thường nhưng mà cái thận thì nó hơi bị gián thận một chút. Thì vâng. Em cũng cho đi khám ở bệnh viện huyện với cả là em cũng bảo vợ em là thì sợ bệnh viện huyện với cả bệnh viện tỉnh thì nó cũng chưa được rõ ràng, thì mình muốn là ở gần nhà em thì có cái bệnh viện Bạch Mai hai ấy. Vâng. Thì em cũng bảo là hay để hai vợ chồng đi khám xem như thế nào. Thì bác sĩ cũng bảo là bây giờ bầu to này thì để theo dõi các thứ thôi, ở nhà thôi chứ cũng không, mình cũng không giải quyết được gì cả. Bây giờ con đẻ ra thì lúc đấy tính sau. Thì hôm đấy thì hai vợ chồng thì cũng, em cũng bàn bạc với vợ rồi thì em cũng chẳng biết là bên ngoài bố mẹ nói cái gì. Thế là cô ấy đùng với lên trên bệnh viện phụ sản trung ương để khám. Cái công việc của em thì em ở thế này thì cũng không xin nghỉ được. Vâng. Nên là bảo là nếu mà khám thế này thì tức là mà vợ em của cũng bạn đi. và bên gia đình nhà vợ thì cũng muốn là cô ấy lên cái tuyến chuyên sâu đúng không? Để khám cho yên tâm. Vâng, thì cũng Và hai vợ chồng thì mâu thuẫn từ cái chuyện đó. Không không, bình thường là như thế thì thôi. Thì em cứ bảo là thôi thì anh nếu mình không đỡ được thì vợ nó có bệnh thì đi đâu thì đi. Vâng. Thì xong đấy thì em đi K2 thì vợ em nhà thì vợ em có nói chuyện với cả bạn ấy thì có nói thiếu tôn trọng em với cả bố mẹ. Đấy, ví dụ mà nói trong phòng thì nó bình thường. Vâng, đấy cái thì chuyện đấy nói thì xảy ra đã lâu chưa hả bạn? Dạ, cũng được 4-5 tháng rồi ạ. Vâng, và bây giờ thì hai vợ chồng như thế nào ạ? Dạ thì vợ em bây giờ đang ở bên ngoại rồi, còn vâng. em thì bây giờ đang ở nhà. À, và bây giờ điều bạn mong muốn là gì ạ? Dạ, em muốn là xem sinh ra xem có cách giải quyết là như thế nào. Vâng. À, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Anh sẽ có những cái lời khuyên dành cho bạn. Vâng. Rồi, chào em. Vâng, alo, em chào anh ạ. Ừ, mình hay mấy hả em? Dạ, em năm nay 30 rồi. À, thế hả? Vâng. Con khỏe không, con trai, con gái? Dạ, con gái anh ạ. Được mấy tháng rồi? Dạ, cháu được 1 tháng ạ. Thế là sinh được 1 tháng là tống về ngoại luôn hay là... Đấy, trước rồi anh ạ. À, trước khi sinh thì cái đoạn mà trục trặc rồi gần đến tháng thứ 8, thứ 9 thì đấy, về ở bên ngoại để ông bà ngoại chăm đỡ. Xong đến lúc đi sinh con thì cũng lại về nhà ngoại ở luôn đúng không? Vâng. Ừ. Em có nói rằng là cô nói hỗn thiếu tôn trọng bố mẹ chồng, anh có thể biết là cô nói cái gì không? Dạ, ấy cô nói cái lúc nói với bạn, bạn ngồi ý thì ấy cô ý bảo là em là thằng cháu nọ thằng kia rồi là nói chung là em cũng không muốn nói ở chương trình ấy. Thì mẹ em ở nhà thì anh mẹ em nghe thì bảo ấy con dâu nó nói hỗn như thế mà mình ở nhà mà mình coi như là mình không biết thì nó lại không được. Thì anh mẹ em lên thì mẹ em cũng nói bảo là thế tại sao là mày nói như thế. Bởi vì đây thì bác sĩ bảo thế thì mày ấy theo dõi thôi mà mày đi thì thôi thì nó không có cấm cản ở đâu. Thì ngày hôm sau thì ấy bố em gọi xuống bảo là thế làm sao mà nói như thế thì vợ em thì chỉ tay cái tay đôi với mẹ chồng. Đấy cái tay đôi với mẹ chồng xong thì bà cô ấy gọi bố mẹ vợ nhà em xuống
bố mẹ vợ nhà em xuống thì bố mẹ vợ nhà em xin, nhưng mà cô ấy không xin. Ấy không là không xin thì ấy bố mẹ em bảo là thôi thì đã ấy như thế rồi thì rồi anh nghe rồi. Tóm lại thế này. Chuyện nó không có gì quá trầm trọng. Vâng, nhà em và em cũng như phải cả gia đình em phải nhớ rằng cô ấy đang là mang thai đứa con đầu lòng, những tháng thứ 7, thứ 8 rất nhiều áp lực. Đi khám thì người ta bảo thế này, người ta bảo thế kia, thận thế nọ, thận thế kia, đủ cái thứ lo lắng. Thế rồi mình thì đã không có đồng tâm nhất trí trong cái việc là hỗ trợ cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ rằng là nhà gia đình nhà mình có quan tâm, có lo gì đâu. Cứ bảo là khám ở vớ ở vẩn đây thôi. Còn cô ấy thì với lại gia đình nhà ngoại rất mong muốn được lên tuyến trên nhất để cho nó đảm bảo. Đấy là một cái nguyện vọng rất là chính đáng. Thứ nhất là lo cho sức khỏe cô ấy. Thứ hai là lo cho cái sự an toàn và phát triển của cái thai. Đáng lẽ gia đình lúc ấy đừng có cố chấp. Để còn ngồi đấy mà lắng nghe xem là cô ấy gọi điện cho bạn cô ấy. Đôi khi vợ trẻ mà gọi điện cho bạn nha, này thằng chó nhà tao hôm nay không đi nha, không ở nhà mày ạ, thằng chó nhà tao đi làm, mày có rảnh lên đây chơi với tao. Gọi chồng là thằng chó hay con voi hay con lợn, ôi con lão lợn nhà tao á, ăn kinh lắm. Chuyện đấy bình thường lắm, nhưng mà bố mẹ chồng nghe nghĩ rằng là nó khinh con mình, nó gọi con mình là con chó, ôi được gọi là con chó đôi khi cũng đáng yêu lắm đấy. Đấy, thế xong rồi bắt đầu cả hai ông bà lôi xuống dạy dỗ, mà vợ thì đã đang trong cái trạng thái lo lắng bực bội, có thể có câu nọ câu kia. Thế rồi mà rồi có bé xé ra to. Anh nghĩ là bố mẹ em thì cố chấp, còn bản thân em thì cũng không có những cái lập trường gì. Mình dành thời gian đưa vợ đi khám, xong rồi đưa đi đẻ mẹ tròn con vuông, thế là quá tốt rồi, thì đón về nhà mình đi. Tự nhiên đi trước sinh đưa về ngoại, xong đẻ xong ở ngoại, xong bây giờ cứ như thế này định làm gì? Định để lâu rồi ly hôn à? Đấy, thực ra thì đấy, nếu mà bình thường thì bố mẹ em bảo là đấy, chỉ bảo là bây giờ thì kể cả bố mẹ đúng hay là bố mẹ sai thì em ở giữa đấy thì xin lấy một câu cũng chả vấn đề gì. Đây cô ấy cái thái độ như thế, mà bố mẹ em thì bảo thôi thì gửi lên trên bên đằng ngoại đấy, thì bố mẹ em bảo là đấy có cái vườn nhỏ đấy, có rau cỏ đấy, thì mày đi làm về mày sáng bao giờ mày ra ngoài vườn mày chăm và mày cứ lấy rau đấy. Thì cô ấy bảo là các loại giả lời người mà nói con dâu như thế thì em chả hiểu là cô ấy thôi, nghĩ thế nào. Rồi ơi, bây giờ mà cứ ngồi nhau phân tách nhau từng câu này đúng câu này sai, rồi hãy xin lỗi đi, rồi là vân vân, mình là bố mẹ dù đúng dù sai con cũng xin lỗi. Người lớn mình phải độ lượng, phải nghĩ quan trọng nhất là người ta nuôi con người ta phần đấy tuổi đầu, nay người ta cho làm dâu nhà mình, rồi giờ sinh con đẻ cái để cho dòng họ nhà mình, cô cũng sẽ khổ. Nếu mà em lại là cái người mà không phải đỡ cho cô, ôi giời bố mẹ ơi, giống vợ con nó còn trẻ mà lúc nó điên lên nó nói năng thế, bố mẹ chấp làm gì? Để yên rồi con dạy nó, để yên con bảo nó, chẳng hạn như thế cũng là một cái cách đúng không? Chứ lại cứ đấy bố mẹ bảo thế thì em cất lời xin lỗi bố mẹ đi thì khác gì cứ đổ dầu vào lửa đúng không? Thế chứ còn thì cái lúc điên lúc bực lên thì phải nghĩ lớn nhất đó là người ta con gái phụ nữ mang thai sinh đẻ một mình, cả gia đình nhà chồng lẫn chồng nó cứ lựa cái nợ cái kia đã không quan tâm, bây giờ sinh nở mẹ tròn con vuông chả vui chả mừng chả đưa đón về mà chăm cháu. Thế cho nên là nghĩ đi, bản thân em là người quan trọng nhất, xác định là em muốn gì. Muốn sang đón vợ về, rồi mình phải làm cái cầu nối với lại đôi bên, bảo bố mẹ là thôi nhà con nó cũng trẻ người non dạ, có sơ suất thì bố mẹ bỏ qua, về bên kia thì cũng phải tỏ ra rất là yêu chiều vợ, thôi vì anh vì con mà em cứ thôi thì cứ nói đại xin lỗi bố mẹ một câu đi, bố mẹ anh tâm địa cũng không có gì đâu chẳng hạn, ví dụ như thế. Mình hàn gắn thế rồi sang đón con về đi. Thế chứ còn cứ ở để các cụ mà ở lâu cứ trâu nó hóa bùn đấy, rồi đến lúc là cô ấy ở quen với việc bên kia được bố được mẹ chăm chiều, về bên này bao nhiêu áp lực, cô thì không muốn về nữa, mình thì cũng quen ở một mình có con cũng chả được chăm, rồi dần dần mối quan hệ nó cứ xa cách đi, rồi đến lúc chẳng ai muốn về chung sống với nhau đâu. Rồi chuyện đúng là chỉ vì một câu nói qua nói lại với này mẹ chồng con dâu mà rồi tan vỡ một gia đình thì không đáng đâu em ạ. Nhá, mình bây giờ thời buổi còn bao nhiêu việc phải lo, đi chấp nhặt từng câu từng chữ của người này người khác làm gì, mình phải biết người ta nói trong cái hoàn cảnh như thế nào chứ.
Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Bạn hãy ở giữa điều hòa mối quan hệ mẹ chồng, bố mẹ chồng và nàng dâu để giữ gìn được hạnh phúc gia đình bạn nhé. Vâng, chào.